What are you doing, bro? Bạn dừng, bạn em kêu pick Kha'Zix trước cho bạn đấy kìa. Gank flank. Tớ pick tớ không phải là pick vì tốt đâu anh em ạ. Tớ pick vì vì bot á. Tớ cảm giác bot nó còn trick kia. Nếu mà đánh các cái con tướng bình thường chắc không khắc chế được. Nó có Morgana cover á. Bởi vì nó có Morgana cover nên là không dùng đấu sĩ để tiếp cận được. Mấy con Kermiu hay là Irelia tiếp cận không nổi. Cá sấu cũng thế. Kèo là đánh an toàn thủ hòa đầu trận thôi. Rồi giữa game nối thùng bắt con trick. Hoặc là R nó để hạn chế nó bắn team fight cũng được. Tất nhiên kèo này đánh tốt thì còn Irelia trên kèo anh em ạ. Má thiếu một hit anh em ạ, bấm cái bình lên mà chạy không kịp. Tôi không mang bảng bấm bình rồi. Quên không mang cái bảng bấm bình anh em ạ, có cái bảng bấm bình tôi đánh là thắng á. Có cái bảng bấm bình tôi có tốc độ di chuyển thêm á. Back được TP luôn à. Nhỏ ta. Nhưng mà nó TP lên nó không có bình anh em ạ. Mình TP lên mình sạc lại 3 bình. Nếu tôi mang cái bảng bấm bình là ngon, tôi mang giày anh em ơi, tôi mang giày cộng thêm. Quay đẹp. Nó lên 2 trước 4 stack anh em ạ. Ngu rồi ta, ngu hơi ngu rồi. Và đấy biết vậy phải uốn in anh em ạ. Bởi vì nó còn quy á. Tính hâu lên 6 để đánh level 6 á. May là không mất lính nhiều lắm. Trước cuối Irelia hồi nhanh hơn mình nha anh em nhá. Muốn chơi hả bạn? Ê à. Phá mất hai cái thùng anh em ạ. Ê à, sao lại cái tôi ông ơi? Cái mất 10.000 của tôi á. What are you doing, bro? Nãy tôi chỉ sợ Echo ở bot thôi, anh ở trên top thôi anh em ạ. Có acid rồi. Nãy sợ. Good job.
flash lên bắn tao. Được, được. Má không quy kịp cái cuối đẹp thế nhở. Đồng hồ chưa cuối luôn rồi. Thiếu đốt luôn rồi. Món sau làm nhẹ cái vô cực nữa là đẹp anh em ạ. Làm gì còn flat nữa. Vì ham mê giàu sang tung bán đi KD của mình. Shit, hơi dướn quả 10.000 đấy. Holy shit, đeo ở đây lại có cái hạt thông nổ anh em ạ. Đeo hiểu đấy. Mười nghìn. Ấn nó là 10.000 à. Má thằng AD nhá, 10.000 của tao nhá, thằng chó AD nhá. Thằng cờ hó AD nhớ mặt tao nhá, 10.000 của tao nhá. Người ta bán rẻ cái KD của mình để mà kiếm đồng tiền sống qua ngày. Không hiểu. Nỡ lòng nào cái team này quá tệ anh em ạ. Team này tệ thật sự. Không hiểu kiểu gì cả. Còn ở đây phía sau ạ. Dính kìa. Giờ ở đây sao bắn. Không được cái mạng nào cả. Người ta giải chiêu cuối người ta acid thôi đấy. Ôi, té bạn ơi. Mình không còn gì để liến lưu ở đây nữa cả. Má, không được cái mạng nào luôn. Không được cái mạng nào luôn. Khá là toàn. Không tới tầm anh em. Đây đấy, cái đen rồi này. Hay, hay bạn. Hay à. Tôi sẽ lên thêm cái Yumu nữa, tôi KS. Sắp hồi chiêu cuối rồi mấy ông ơi, từ từ tí. Bình tĩnh lại. Từ Mega mà.
một mạng, ok, hợp lý hợp lý. Hai mạng thế cũng tạm tạm đi ha. Và mẹ nó cổ vào. Để tôi. Game đấu khá là nhẹ nhàng. 30 gần 31.000.